Benzema trở lại sau chấn thương, đá chính và đeo băng đội trưởng trong đội hình mạnh nhất của Real Madrid trước Atletico Madrid. Real Madrid kiểm soát bóng nhiều hơn trong hiệp 1. Sự vượt trội đó đã gặt hái được phần thưởng khi Vinicius kiến tạo cho Benzema mở tỷ số vào phút thứ 16. Hiệp 2 bắt đầu cũng với sự lấn lướt của Real Madrid. Asensio, sau những lần đi bóng trong vòng cấm và dứt điểm, đã lựa chọn kết thúc ngay khi được Vinicius kiến tạo. Và Asensio đã ấn định chiến thắng 2-0 cho Real Madrid vào phút thứ 57. Thắng trận Derby Madrid, Real Madrid vững vàng ở ngôi đầu bảng với 42 điểm, hơn đội thứ hai Sevilla 8 điểm. Atletico Madrid xếp thứ 4 với 29 điểm. Barcelona xếp ở vị trí thứ 8 với 24 điểm.